Chiều mùng 1 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, giá xăng RON95 được điều chỉnh tăng 923 đồng một lít, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng một lít. Như vậy, mức giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON92 là 19.780 đồng một lít và 21.066 đồng một lít đối với xăng RON95. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng. Giá bán lẻ mới của dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút lần lượt là 16.638 đồng một lít, 15.786 đồng một lít và 14.919 đồng một lít. Đây là lần tăng giá xăng đầu tiên sau 4 kỳ giảm liên tiếp kể từ ngày 17 tháng 7. Trong lần gần nhất, giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 16 tháng 9, nên Bộ Tài chính Công Thương đã quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng.